Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sáng tạo Olympus. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách để chúng ta có thể khử vàng trên da. Đây là một cái nội dung mà mình nghĩ là rất là nhiều bạn khi mà chỉnh sửa ảnh thì các bạn sẽ rất là hay gặp phải. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một cách rất là nhanh để chúng ta có thể là thay đổi được cái màu da của cô gái này mà vẫn giữ nguyên được cái phần mắt này, môi này, màu tóc này, và cái phần da của chúng ta nó không bị nhợt nhạt. Cách này nó cũng không mất quá nhiều thời gian, nhưng mà cái độ hiệu quả của nó cũng không phải là tuyệt đối. Các bạn có thể dùng tạm, và sau khi các bạn áp dụng cách này thì chúng ta sẽ chỉnh ảnh theo cách thông thường để có thể có một cái làn da vừa hồng hào mà vừa đẹp các bạn nhé. Nhưng mà trước khi chúng ta đi khử cái màu vàng của cái làn da cô gái thì chúng ta phải hiểu lý do tại sao chúng ta làm những cái bước như là mình hướng dẫn sau đây. Thì đầu tiên cái việc quan trọng là các bạn hãy vào cho mình cái phần là phần channel. Với cái kênh channel này á, thì chúng ta cần phải xác định đó chính là cái vị trí mà có nhiều cái phần vàng da nhất có thể. Ở đây mình sẽ khoanh thử nhá, đây chính là cái phần vàng da này. Nhưng có một cái phần mà nó không bị vàng mà chúng ta không muốn khử nó. Các bạn nhìn đây, nó chính là cái phần đây. Đây chính là cái phần mà chúng ta sẽ không, gần như là chúng ta sẽ không động chạm gì nhiều đến nó đâu. Nên là chúng ta phải ghi nhớ cái phần màu mà chúng ta cần phải xử lý các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ thử từng kênh một nhé. Đây, ví dụ là cái kênh màu red. Màu red á, cái kênh này á, thì các bạn sẽ nhìn thấy cái phần sáng nó rất là nhiều và gần như là nó chiếm hết. Chỉ có mỗi cái phần cằm của cô gái là không chọn vào cái phần tóc bên ngoài, còn lại nó sẽ chọn hết. Vậy thì cái này không đạt tiêu chí, vì chúng ta chỉ có muốn chọn là ở trên cái phần bên này thôi mà, đúng không? Đó, mà nó lại chọn gần như là toàn bộ. Vậy thì cái phần màu vàng mà được chọn lại bị dư thừa, không phải là chuẩn xác vị trí các bạn nhé. Kênh green thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái phần màu sáng á, nó cũng vừa phải hơn này. Và mình thấy là các cái phần sáng tối, có nghĩa là phần màu vàng được chọn lại khá là đầy đủ. Kênh blue thì nó lại là ngược lại của kênh red. Đấy, những cái phần trắng vậy, chọn hết về cái phần trắng mà không phải là phần màu vàng. Vậy chúng ta phải loại blue đi, loại red đi. Red thì nó lại chọn gần như là toàn bộ. Chúng ta chỉ còn một cái kênh là kênh green. Vậy thì cái kênh green chính là cái kênh mà chúng ta sẽ chọn được nhiều cái vùng màu vàng để xử lý nhất. Các bạn hãy quay trở lại cái RGB cho mình. Tiếp đến là các bạn hãy vào phần image này, các bạn vào apply image này. Đến đây thì các bạn hãy chọn cho mình cái phần channel, chính là cái phần màu green mà chúng ta đã chọn. Tiếp đến là cái phần blend, các bạn hãy chọn cho mình chế độ hòa trộn là screen opacity, thì các bạn hãy giảm đến cái mức độ vừa phải nhé. Đây, cái này đang bị hồng quá thì mình sẽ giảm bớt nó xuống còn khoảng như thế này. Đây là cái ảnh gốc này, đây là sau khi chúng ta đã xử lý bằng cái công cụ này. Cái phần opacity thì các bạn có thể là giảm theo ý của các bạn, nhưng mà mình thấy là tùy từng bức ảnh, nhưng đối với cái bức ảnh này thì mình nghĩ là để khoảng 70 là phù hợp. Mình sẽ nói thêm một chút nhé. Cái phần short có nghĩa là cái phần đây, các bạn nhìn này, nó chính là cái tên file của chúng ta, cái tên ảnh mà các bạn đặt trong Photoshop ạ. Các bạn sẽ nhìn thấy là cái phần kết quả của chúng ta riêng về cái phần lông mày, tóc này, ở môi, cái lông mi, các bạn sẽ nhìn thấy là vẫn giữ nguyên được gần như là cái màu gốc. Cái phần tóc nó vẫn được khoảng 80% cái gốc. Do mình thay đổi bằng cái lệnh tự động nên là cũng không tránh khỏi cái việc là cái phần màu sắc ở những cái vùng khác nó cũng sẽ biến đổi theo. Cái này nó chỉ là tương đối thôi nhá. Còn các bạn mà chỉnh ảnh chuyên nghiệp là các bạn phải chọn, tùy chọn một cách rất là kỹ lưỡng thì chúng ta mới có được cái kết quả ưng ý. Còn cái cách mà mình chia sẻ với các bạn ngày hôm nay á, thì nó là một cái cách làm nhanh, tuy nhiên nó không phải là tuyệt vời nhất, nhưng mà nó đủ để cho các bạn có thể dùng được. Và nội dung của mình cũng chỉ như vậy thôi. Bạn nào yêu thích cái nội dung của bên mình thì các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ bên mình nhé. Các bạn hãy ủng hộ cả kênh Olim Design giúp mình nha. Có gì thì là bên mình sẽ up nhiều video trong thời gian tới để chia sẻ cùng với các bạn. Và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau nhé. Tạm biệt.